Đây là chiếc máy cho tôm cá ăn tự động của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với cấu tạo bằng những bộ phận đơn giản như pin năng lượng mặt trời, bồn chứa thức ăn, đĩa quay ly tâm thức ăn và motor điện công suất 250W. Hệ thống điều khiển của máy được kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh. Với công nghệ này, người nuôi chỉ việc cho nguyên liệu vào máy và đến thời điểm cho tôm hoặc là cá ăn chỉ cần bấm nút là xong. Chiếc máy tự động mang tính ứng dụng cao này ra đời sau thời gian nghiên cứu tìm tòi và chế tạo nhiều công phu. Chi tiết trong cái máy này thì cái cơ bản nhất đó là cái động cơ để quay ly tâm để cho thức ăn nó văng ra. Thứ hai nữa là cái bộ hẹn giờ này có được can thiệp bởi cái bộ phận điều khiển rất là phổ thông, rất là phổ biến. Đó là dùng cái điện thoại, smartphone. Cái cụ thể cái cách dùng cái máy cho tôm ăn thế này thì rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh cái lượng thức ăn từng cái tuổi tôm. Ví dụ như là tôm một ngày cho ăn 10 lần, một lần là 1 kg. Thì mình chỉnh chế độ là 1 kg một lần và 10 lần một ngày thì mình chỉ để chế độ đó. Rồi sau đó chúng ta dỡ cái nắp này ra, chúng ta cho thức ăn vào với cái lượng tầm 10 kg như vậy. Xong lại nắp lại. Xong rồi mình chỉ bật cái công tắc nguồn rồi mình để đó. Nguyên lý hoạt động đơn giản, chỉ cần đổ thức ăn vào bồn, sử dụng điện thoại để điều khiển từ xa, thức ăn từ bồn chứa đặt phía trên dẫn xuống hệ thống ly tâm, bắn ra bằng một motor đặt dưới cùng. Có thể điều chỉnh thức ăn bắn ra xa hoặc gần. Người nuôi có thể cho tôm ăn bất kỳ lúc nào trong ngày. Ngoài ra, máy cũng có chế độ điều chỉnh thức ăn, tùy loại lớn nhỏ, có thể chia ra số lần cho tôm, cho cá ăn, số lượng bao nhiêu cũng có thể cài đặt sẵn. Chính việc này tiết kiệm được công sức cho người nuôi khá nhiều, hạn chế việc dư thừa thức ăn gây ô nhiễm nguồn nước và giúp tôm cá phát triển nhanh đều. Một ưu điểm khác là kích thước máy khá nhỏ gọn, người dân có thể dễ dàng lắp ráp. Đặc biệt, máy hoàn toàn sử dụng lượng điện thu được qua tấm pin mặt trời nên giúp người dân tiết kiệm chi phí và giảm thiểu nguy cơ tai nạn điện giật khi phải câu mắc đường dây. Nhóm em đã cùng thầy trao đổi về thời gian cho tôm ăn để sao cho mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Rồi về các kết cấu kỹ thuật thiết kế làm sao để cho phù hợp với cái bán kính mà rải thức ăn để cho phù hợp với ao tôm. Khó khăn là do mình không phải là nông dân cho nên mình về thực tế mình chưa biết nhiều về hình thức nuôi tôm như thế nào của các hộ dân. Mặc dù chưa được thương mại hóa, thế nhưng theo nhóm sinh viên này thì giá thành của sản phẩm chắc chắn sẽ cạnh tranh hơn nhiều so với hàng ngoại nhập. Việc sử dụng cũng đơn giản, phù hợp với kiến thức cơ bản của người nông dân. Bởi suy cho cùng, mục đích sáng chế của cả thầy và trò là có thể giúp cho người nông dân nuôi tôm nuôi cá giảm công sức và tăng năng suất và tiết kiệm chi phí, góp sức vào ngành công nghiệp chăn nuôi thủy sản của nước nhà. Cơn mưa lớn nặng hạt bắt đầu đổ xuống thành phố Cần Thơ từ 15 giờ và kéo dài đến gần 18 giờ chiều cùng ngày. Nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng 8 bị ngập. Do ảnh hưởng từ các đợt triều cường kỷ lục từ những ngày trước, hệ thống thoát nước của nhiều tuyến đường trung tâm không đáp ứng kịp dẫn đến ngập nặng. Tối ngày 13 tháng 10, dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đã xuống thấp hơn so với các ngày đỉnh triều vượt báo động 3. Tuy nhiên, khác với các ngày trước, trong ngày 13 tháng 10, triều cường trên sông Hậu lên trễ hơn, rơi vào khoảng thời gian từ 19 đến 21 giờ tối và tiếp tục gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn vào chiều qua, một trụ điện trung thế bất ngờ phát nổ, kéo theo đó là nhiều cục dây điện rớt xuống mặt đường. Thật không may khi đây là thời điểm học sinh của một trường tiểu học tan trường ra về và 6 em trong số đó đã gặp nạn thương tâm. Vâng ạ, tai nạn hết sức thương tâm này vừa xảy ra tại tỉnh Long An, ngay trước trường trung học cơ sở An Lục Long thuộc xã Lục Long, huyện Châu Thành, nơi mà cả 6 nạn nhân đang theo học. Vụ việc khiến cho 2 em tử vong, 4 em khác bị thương nặng đang được cấp cứu tích cực. Sự việc xảy ra vào lúc 16:30 ngày hôm qua 13 tháng 10. Lúc này các em vừa tan trường và trời vừa tạnh mưa. Do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rơi xuống đường nên 6 học sinh bị giật nằm la liệt ngay trước cổng trường. Ngay sau khi cách ly được nguồn điện, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Tuy nhiên, 2 học sinh lớp 6 là Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng 11 tuổi đã tử vong. 4 học sinh bị nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu bao gồm Phan Tấn Sang 12 tuổi lớp 7, Trương Huỳnh Tiến 12 tuổi lớp 7, Đinh Hoàng Vũ 11 tuổi và Hồ Thị Diễm Hương 12 tuổi. Nhiều phụ huynh có mặt tại hiện trường tỏ ra bức xúc vì đường dây điện bị đứt rơi nhưng không có ai thông báo cho cơ quan chức năng xử lý, dẫn đến hậu quả thương tâm.
Và cũng liên quan đến hệ thống điện thì vào tối cùng ngày, đường dây điện trung thế trên đường ấp Bắc thuộc phường 10 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bất ngờ phát nổ. Sự việc này xảy ra vào giờ cao điểm nên lưu lượng phương tiện giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, hàng chục hộ dân có nhà gần đường dây điện bỏ chạy tán loạn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại hiện trường sự việc. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, vào khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 10, đường dây điện trung thế trên đường ấp Bắc đối diện siêu thị Co-op Mỹ Tho thuộc địa bàn phường 10 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bất ngờ cháy nổ và đứt xạ xuống dưới đường. Tiếp đó, nhiều bó dây cáp viễn thông treo trên trụ điện cũng bắt đầu phát cháy. Khi phát hiện, nhiều người dân đã di chuyển tài sản ra xa hiện trường để đề phòng cháy lan, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều một xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường để tham gia dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy chưa ngắt điện nên lực lượng chữa cháy phải chờ nhân viên điện lực cắt điện mới tiến hành dập lửa. Sau 10 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Tiếp theo chương trình là một sự việc khá hy hữu và cũng rất đáng sợ vừa xảy ra tại Quảng Ninh. Vào lúc 14 giờ hôm qua ngày 13 tháng 10, thưa quý vị, sau gần 3 giờ căng thẳng và hồi hộp, lực lượng công binh đã tháo gỡ và vô hiệu hóa thành công 10 quả mìn tại cây ATM của một ngân hàng nằm trong chung cư Thang Nam Mẫu thuộc phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 10 kiếp mìn được giấu rất công phu phía sau thùng đựng tiền của trụ ATM. May mắn là các nhân viên của ngân hàng đã phát hiện kịp thời. Sự việc khiến hơn 1.000 người sống gần khu vực phải sơ tán tránh nguy hiểm trước khi số mìn được tháo gỡ. Phóng viên chương trình đã nhanh chóng có mặt ngay tại hiện trường để ghi nhận về sự việc đáng sợ này. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhân viên của ngân hàng SHB khi đi kiểm tra đã phát hiện có 4 quả mìn được gài trong cây rút tiền ATM. Khi lực lượng công binh tiến hành kiểm tra và tháo gỡ đã phát hiện thêm 6 kiếp mìn khác cũng tại cây ATM này. Tổng cộng 10 quả mìn có trọng lượng khoảng 3 kg được nối dây trực tiếp với nhau. Để đảm bảo an toàn, hơn 1.000 người dân sống gần khu vực đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Đến 1 giờ 30 chiều cùng ngày, tất cả số mìn đã được tháo gỡ và vô hiệu hóa. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành phân loại số mìn và mở rộng điều tra vụ việc. Thưa quý vị, người phụ nữ này ngụ tại phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Dù chỉ mới 27 tuổi, nhưng bản thành tích của nữ quái này sẽ khiến cho nhiều người lắc đầu ngao ngán. Theo đó, thì dù đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù, nhưng đối tượng vẫn không chịu hoàn lương. Vâng ạ, đúng là chứng nào tật nấy. Mới đây, trong một lần vào quán uống nước, thấy điện thoại của chủ quán để sơ hở, đối tượng đã nhanh tay trộm cắp và tẩu thoát. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng điều tra và sáng nay vào ngày 14 tháng 10, Công an thị xã Hà Tiên đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ quái này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Thoa khai nhận vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 10 năm 2018, khi đến mua nước uống tại quán của chị Hà My ở khu phố 1, phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên, thì thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chủ quán để trên bàn. Lòng tham nổi lên, lợi dụng sơ hở, Thoa ra tay lấy trộm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, người phụ nữ này mang chiếc điện thoại vừa trộm được đến tiệm để sửa điện thoại nhờ cài đặt lại chương trình. Phát hiện tài sản bị mất, chị My đến công an trình báo. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Thoa. Đáng nói, nữ đạo tặc này vừa mới mãn hạn tù và đây là lần thứ 3 đối tượng sẽ phải đối mặt với bản án phía sau song sắt. Thưa quý vị, một vụ dâm ô trẻ em hết sức trớ trêu vừa xảy ra tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo đó, lợi dụng vợ là giáo viên về hưu, hàng ngày nhận các em học sinh về dạy thêm. Gã yêu râu xanh 55 tuổi là chồng của cô giáo này đã có hành vi dâm ô 3 em học sinh ngay tại nhà. Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm và phẫn nộ với hành vi của gã đàn ông kia. Đáng nói là 3 nạn nhân này đều là học sinh tiểu học. Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của phụ huynh 3 học sinh này, Công an huyện Châu Đức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xử lý. Là vì với Công an huyện, ông Nguyễn Văn Hùng trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thừa nhận sự việc như trong đơn tố cáo. Lợi dụng vợ là một giáo viên về hưu, được các phụ huynh trên địa bàn tin tưởng gửi con chăm sóc. Vào thời gian nghỉ trưa, trong số này có một cháu học lớp 5 và 2 cháu học lớp 4 tại trường tiểu học Quảng Thành là những cháu mà đối tượng thực hiện hành vi dâm ô. Ngày 12 tháng 10, Công an huyện Châu Đức phối hợp với phụ huynh 3 gia đình có đơn tố cáo đưa các bé đi giám định, phục vụ cho công tác điều tra, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng. Thời điểm này, đối tượng được gia đình bảo lãnh nên vẫn tại ngoại. Đối tượng này là lợi dụng cái sự quen biết, đấy là cái điểm là coi như là các cháu học và nghỉ ngơi ở tại nhà của đối tượng. Đấy, thì đối tượng này là có ví dụ bằng hình thức là coi như là cho tiền. Đấy, dùng cho bao nhiêu thì bây giờ cơ quan điều tra nó cũng đang thu thập để làm rõ cái này. Đối với các cái đối tượng này lợi dụng các cháu là thông thường là toàn là đa số là cái nạn nhân là có quen biết với đối tượng hoặc là người nhà, thậm chí một số là coi như là bà con chòm xóm lối xóm với nhau. Theo ghi nhận,
nhà ông Nguyễn Văn Hùng nơi xảy ra vụ việc hiện luôn đóng cửa. Các gia đình có con gửi ở đây cũng đã ngưng việc gửi con. Sự việc xảy ra, địa phương đã đến thăm an ủi gia đình có con bị hại và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho các em. Đúng là đối với địa phương chúng tôi, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra đối với trường hợp ở địa phương. Thì chúng tôi qua đây thì chúng tôi thấy rằng là đối với địa phương chúng tôi thì phải cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hơn nữa và tuyên truyền với mọi hình thức. Bởi vì thực tình nói, thực sự mà nói là với cái vấn đề này thì nó không xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở góc độ nào nó cũng có thể xảy ra. Do đó chúng tôi cần tăng cường công tác tuyên truyền, và qua đây thì chúng tôi cũng vận động, cũng tuyên kêu gọi tất cả nhân dân là luôn luôn cảnh giác trong cái công tác như là phòng chống xâm hại tình dục của trẻ em. Thời gian qua, các vụ việc xâm hại trẻ em tại nhiều tỉnh thành có xu hướng gia tăng, các năm sau đều cao hơn các năm trước. Vụ việc xảy ra tiếp tục là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần có sự cảnh giác trước mọi tình huống, mọi môi trường để bảo vệ con em mình trước những kẻ yêu râu xanh đội lốt. Kính thưa quý bà con, những ngày gần đây thì nhiều người nuôi cá tra tại các tỉnh miền Tây chúng ta vô cùng phấn khởi. Nguyên nhân là bởi giá của loại cá này đang tăng chóng mặt và đang ở ngưỡng cao nhất trong 20 năm qua. Theo đó, hiện giá cá tra tại Cần Thơ hiện đã ở mức từ 34 đến 35 ngàn đồng một ký đối với loại trọng lượng từ 0,7 đến 1,2 ký, cao hơn từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng một ký so với tháng trước. Với mức giá này, nông dân lãi đến 10.000 đồng một ký nếu ao nuôi được quản lý tốt, không dịch bệnh, làm tăng chi phí nuôi. Không riêng gì ở thành phố Cần Thơ, người dân nhiều địa phương có diện tích thả nuôi cá tra lớn như An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang cho biết chưa bao giờ giá cá tra tăng cao ở mức kỷ lục như vậy. Nhờ giá bán này, nhiều hộ dân đã có cơ hội trả nợ ngân hàng, tiền thuê ao, thức ăn cho các đại lý, đồng thời có vốn để củng cố ao nuôi, liên kết với doanh nghiệp để rộng đầu ra sản phẩm, tránh lệ thuộc vào các thương lái nhỏ lẻ. Giá cá tra đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, cho nên từ người dân, các nhà doanh nghiệp và nhà quản lý lĩnh vực thủy sản đều rất vui mừng. Tuy nhiên, cũng từ đây thì nhu cầu mở rộng diện tích nuôi của người dân cũng ngày càng cao. Đây là điều mà bà con cần hết sức cân nhắc, bởi giá cả loại hàng thường lên xuống thất thường và phụ thuộc vào nhu cầu của các thị trường khó tính như là Mỹ hay là châu Âu.